Thơm quá. Đây còn đói. Cái này nầm này. Chắc chắn không? Chắc chắn luôn, cái này nầm. À, trông nó dẹt dẹt dai dai à? Cái này là ba chỉ. Là hai xiên nầm đấy. Hai xiên nầm đây, một xiên ở đây, xiên đây, xiên đây. Xiên trong đấy à? Xiên chả đá nốt. Chả đá nốt thì chị. Đây là bò nấm nha các bạn này, bò nấm này. À, thôi chân gà mình cầm tay. À, chân gà nướng lâu lắm mới không ăn chân gà nướng. Xin chào tất cả mọi người. Chào các bạn nha, hôm nay Phượng và Ngân lại đi ăn. Và hôm nay hai chị em mình sẽ ăn đồ nướng. Các bạn có thể nhìn phía sau là quầy đồ nướng này. Và mình đang ăn, nói chung là dệt đường. Về hè thì không phải đúng không? Nói chung là trong ngõ nhỏ. Và hôm nay hai chị em mình sẽ không giới hạn là mức là ăn 100k các bạn. Mà là ăn đến no thôi ạ. Ăn đến no thôi nha, no vừa nhá. Hết tiền rồi, hết tiền đâu. Nói chung là ăn thoải mái luôn các bạn nha. Và bây giờ hai chị em mình sẽ vào quán để cho Ngân chọn. Hôm nay cho Ngân chọn nha. Đây hả? Lần đầu em đi ăn đấy. Đây các bạn ơi, đây là quầy đồ nướng nhé. Mình có thể chọn và để cho chị Kim Dung ạ. Dùng người đẹp dùng nướng cho ăn này. Đó. Rất là nhiều đồ luôn. Ồ, cái rồi ở giữa là rồi sụn này rồi gì? Rồi sụn này rồi gì chị Dung ơi? Rồi sụn này, xúc xích này, đây là dạ dày đúng không? Dạ dày em không nhà được. Bò quấn này. Bên kia là chắc là thịt lợn. Ở dưới này có cánh gà này. Chân gà. Ồ, chân gà này. Chọn chân gà đầu tiên được không? Chân gà này. À, đây là xương sông hay lá lốt à? Xương sông hay lá lốt. Dưới này thịt, thịt nướng. Nướng. Thịt này đây thịt nướng rồi. Ok, bây giờ mình chọn cái gì? Mình sẽ cho ra khay đúng không? Có cả bánh mì nướng nữa đúng không? Em hỏi đi trong ngày chị nhà đầu em luôn kìa. Đây, từ giờ sẽ cho Ngân chọn lựa số lượng này xem hai chị em sẽ ăn được những gì nào. Ăn xúc xích nha. Ok. Em hai cái xúc xích. Hai xiên nấm với cả chị bò nấm nè. Chị ăn nấm này. Nấm à? Chị ăn nấm không? Cho nấm đi. Cho em hai xiên nấm nữa. Cái xúc xích lấy một đi. Xin lấy một thôi. Lấy một thôi à? Ăn nó là người khác xúc xích ngán suốt ngày. Em muốn ăn là hai rồi sụn nha. Hai rồi sụn đi ạ. Hai chân gà. Không thể bỏ quên được. Chị thích ăn cái này hả? À một xiên lấy một xiên thôi. Em không ai ăn lắm. Thôi bánh mì mình tính sau hay lấy thêm bánh mì. Có bánh mì nướng với bơ không? Có nướng bơ không nhỉ? À bơ gì? Bơ đường ý. Nướng bơ không à? Nướng bơ là được ạ. Hay nướng một bánh mì đi. Thiếu gọi thêm. À không bơ chỉ nướng không thôi. Thế thôi một bánh mì nướng không được. Chị có muốn xem đồ uống của em không? Các bạn ơi đi ăn thịt nướng mang sữa đi uống này. Cái này uống giống nước hoa quả chua chua ngọt ngọt á. Nhưng vẫn là sữa. À mà mấy khi là ăn đồ mặn thì mình gọi trà sữa. Không khác gì nhau đâu. Okay. Thật là trà sữa đắt. Cái này là 7-8 nghìn một chai. Cái này là 7 nghìn. 7 nghìn một hộp trà sữa 25-30 nghìn. Cái này vẫn là rẻ hơn à? Ui giời ơi, chắc tham. Đã đẩy đâu mà lo. Cá đi trước. Cả nhà nha, bây giờ là chiều và Ngân đi làm về thì 5:30, về chiều tối gần 6 giờ các bạn ơi. Gần 6 giờ nha, giờ này giờ đói bụng của Ngân. Còn mình ở nhà thì chắc không đói lắm đâu, nhiều thứ ăn vặt mà. Cháu xin. Thơm quá, đây còn đói. Cái này nầm này. Chắc chắn không? Chắc chắn luôn, cái này nầm. À, trông nó dẹt dẹt dai dai à? Cái này là ba chỉ. Là hai xin nầm đấy. Xin nằm đây, một xin ở đây, xin đây, xin đây. Xin trong đấy à? Xin chả đá nốt. Chả đá nốt thì chị. Em không thích ăn à? Không thích ăn lắm. Các bạn ơi, trên cái khay của mình thì có, đây là tương ớt hay là nước sốt chả biết nữa. Nộm này, nộm và vài cái rau sống. Rau sống này chắc là không đủ cho mình Phượng ăn. Và đây là một cái bánh mì đã nướng và cắt ra rồi nha. Xong rồi bà, cháu xin. Các bạn ơi, đây nha, đồ nướng của mình, xúc xích các thứ đã xong hết rồi này. Bà lấy đĩa lại à bà? Đây là bò nấm nha các bạn ơi, bò nấm này. À, thôi chân gà mình cầm tay. À, chân gà nướng lâu lắm mới không ăn chân gà nướng. Ngày xưa mình có nghề nướng chân gà, cánh gà bán các bạn nha. Đấy, dồn ra đây. Dồn đây. Bà ơi, bà cho con xin thêm mấy cái rau. Ui, rồi ôi, mất một miếng rồi.
Có rau húng đỏ cho con rau húng đỏ nhé. Húng đỏ. Vâng. Khi phải đổ nước vào trong nó mới không bị rớt. Con người ta hậu đậu sẵn rồi. Người Việt Nam gọi là cái gì nhỉ? Thì rơi xuống đất thầy phù lên à? Hay là quá người ba giây không ăn được. Có giây không ăn được. Mời nha, mời cả nhà nha. Các bạn ơi, mời các bạn nha. Ê, xúc xích của mình, ôi to thế. Húng đỏ thì tôi. Vâng, húng đỏ thì tôi cho xin bà. Cháu thích ăn mấy rau. À, thế là tóm lại nhá, mình không ăn xúc xích, Ngân xúc xích còn mình ăn. Có cần chia sẻ không? Không, em không biết. Mời các bạn nha, mời cả nhà. Ô, bỏng ạ. Yêu ơi, ăn 5 cái này là ngấy luôn ý. Ăn cơm làm gì mà được 5 cái miếng như này đâu. Bây giờ ăn cơm. Một bát cơm thì là một miếng thôi. Giờ thì tôi đắt. Không biết là nấu đây xương xong. Nhưng mà vị ngon thật đấy. Ăn thử một miếng đi. Thì như đây mùi của lá lốt chị ạ. Cô chỉ bảo lá lốt mà nhưng mà thấy nó nhỏ nhỏ. Thơm ngon. Ngon 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 đúng không? Nói chung là ngon thì chỉ cho Ngân một miếng thôi. Đây này, biết tại sao hai cái chân gà không có chân mà họ mang que ra không? Tí đếm que tính tiền. Mỗi que này là 10.000. Chỉ cả chân gà 10.000. Chân gà 10.000 thôi mà. Nên là hai chân gà hai que đúng không? 1, 2, 4 này. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ồ, 100. Nhưng mà thêm một chai nước này chắc là 10k nữa. Có khi là cũng chỉ hết tầm 101 nhỉ. Nhưng mà em nghĩ là ăn xong này. Ô, tôi quên. Còn hai cái này nữa, hai cái rồi sụn. 20.000. Nhưng mà để xem. Nghĩa là tất cả mọi thứ là 10.000. Đều 10.000 hết. Em có no không đã? Mình ăn rồi đi, ăn rồi đi. Cắt ra rồi chốc nó nguội mất. Mà chị cũng muốn ăn làm cái gì muốn ăn trước. Wow, ăn nầm nóng không ngon. Chết cha. Không còn bánh mì nữa mà. Em thấy cái nước sốt này nó hơi cay cay nhá. Nó là chỉ là tương ớt thôi sao ấy. Chứ không phải là sốt đồ nướng. Thơm. Sụn nướng to, ngay ở mì nó nằm đâu? Nằm đây. Bạn Hà cay cay. Em ăn nằm đi không chốc chị ăn nhầm. Thôi xúc xích thế tôi ăn no xúc xích là không ăn được món khác mất ngon đấy. Một cái xúc xích no bụng luôn ăn bữa sáng đấy. Dạ. Em ăn cháo hơi nhiều mỗi buổi tối không ăn thôi. Thế thằng là dáng đẹp mình thì ăn cả ba bữa. Có khi thêm bữa phụ. Mình tưởng rơi mình phải hứng hộ, cuối cùng nó không rơi đâu. Ngân gặm chân thì mình sẽ gặm chân. Nói chung là chân nó hơi nhỏ hơn cái chân mình đi ăn chân gà chiên ở Hàng Ốc đúng không? Chân gà tre là nướng nó quắt vào nhỉ. Và Hàng Ốc thì tẩm bột cho nó phồng ra ấy. Không, nướng rồi nó tùy vậy. Còn chân to, chân lại một, chân lại hai thì... Một miếng cắn gần hết cái miếng mì. Gần hết, nay gần hết nửa đi. Nhìn bếp, bếp nhìn mồm này, nhìn cái mồm này. Ồ, góc bên này, góc thắt lên, đấy tí rồi. À các bạn ơi, thôi thì cũng quá muộn rồi, trời tươi om tươi sòm rồi. Và hai chị em mình ăn cũng đã rất là no rồi. Còn thừa mỗi một cái mỏi mì thôi, Ngân tí mang về kẹp hết ăn. Video của chị em mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn theo dõi video và hẹn gặp lại các video sau nha. Bye.